Trước hết, cứ nói thẳng một điều là anh ta chưa bao giờ muốn trở thành một cảnh sát. Suốt thời gian trên ghế nhà trường, trong khi những cậu bé khác đang chơi mấy trò cảnh sát bắt cướp, cậu bé của chúng ta lại thà ở yên trong nhà đọc sách còn hơn. Dẹp mấy trò tội phạm hay diễn theo mấy bộ phim cũ rích của những năm thập niên 50 đi. Thay vào đó, anh ta lại hứng thú hơn về những điều cổ xưa, đồ tạo tác và khảo cổ học. Đó mới là nơi mà trí tưởng tượng của anh ta bay cao, bay xa. Nhưng giờ, anh ta lại là một trong số họ, một viên cảnh sát, khoác trên mình bộ quân phục chỉnh tề dưới ánh nắng như thiêu như đốt của đất Ý. Mắt thì nhìn chằm chằm vào những chiếc thuyền đánh cá qua một cặp ống nhòm. Chỉ cần có cái bằng ngôn ngữ Latin và chuyển đến Rome, ngay lập tức sẽ trở thành nhà sử học thôi. Dễ ợt. Chắc là thế đấy. Sau 2 năm ròng rã tìm việc, anh ta bỏ cuộc. Bên cảnh sát thuê anh ta và nói rằng họ thích diện mạo của anh ta. Nhưng những gì họ không nói rõ là anh ta sẽ được đào tạo ở lực lượng công an cấp tỉnh. Và nhiệm vụ chính của anh ta là thực thi luật đánh bắt cá trong khu vực. Anh ta thở dài một hơi rồi hạ ống nhòm xuống. Công việc cũng sẽ không đến nỗi tệ hại nếu bỏ quách cái bộ đồng phục này đi. Kẻ thiên tài nào đang nghĩ ra rằng mặc bộ đồng phục đen xì trong cái thời tiết thiêu đốt như thế này là ý tưởng hay thế? Bộ đàm của viên cảnh sát kêu rè rè, ai đó đang chỉ định anh ta. Anh ta không nhận ra giọng nói này, chắc là nhầm lẫn hoặc một trò đùa nào đó thôi. Anh ta đã cạn kiên nhẫn với mấy trò này rồi. Nhưng dù sao, đó cũng là công việc mà. Anh ta ấn nút xuống và trả lời. Các báo cáo về một kẻ nguy hiểm đã có hành động khó đoán đang lảng vảng ở khu vực trung tâm Rome, gần Colosseum và sẽ là mối đe dọa cho công chúng. Viên cảnh sát đáp lời, kiểm tra lại xem họ có tìm nhầm người không. Chuyện này có liên quan gì đến luật đánh cá chứ? Ngay bây giờ, anh ấy thậm chí còn chẳng ở Rome. Sẽ phải mất gần 1 giờ lái xe để từ đây về lại thành phố. Có một khoảng lặng ở đầu dây bên kia, sau đó một giọng nói vang lên. Anh nói được tiếng Latin phải không? Đây chỉ là một điều còn con, nhưng nó làm phiền viên cảnh sát phải chạy xe để trở lại Rome. Con xe tàn tạ của anh ta xuyên qua con đường như xé gió với tiếng gào rú inh ỏi của chiếc còi báo động. Bạn không nói tiếng Latin, không ai nói nó cả, nó thành ngôn ngữ chết. Bạn nghiên cứu nó, đọc nó, thậm chí có thể viết hoặc nói nếu bạn muốn, nhưng không ai thực sự nói tiếng Latin như họ nói tiếng Ý. Dù sao thì được dùng còi báo động một lần như thế này cũng tốt. Anh ta kéo phanh tay, đỗ xe trên một con phố đông đúc, tạ ơn Chúa vì đặc quyền đỗ xe của cảnh sát Polizia này. Ngay lúc đó, anh ta nghe thấy tiếng la hét đâu đó khá gần và hình như là tiếng Latin. Người đàn ông kia chắc hẳn đang rất kích động. Viên cảnh sát có thể nghe thấy những tiếng hét khá rõ ràng thông qua cửa sổ cuốn của mình. Không mất nhiều thời gian để xác định vị trí của sự náo động này, một chiếc xe cảnh sát khác bóng loáng và lớn hơn nhiều so với xe của anh ta đang chặn lối vào quảng trường. Các cảnh sát với những chiếc mũ nồi nhiều màu sắc đứng kề vai thành hàng, ngăn chặn dân chúng và khách du lịch. Tất cả đám người đang tụ lại chật ních, cố gắng hóng hớt theo dõi sự xáo động đang diễn ra. Viên cảnh sát mệt mỏi, cố gắng tách ra một con đường xuyên qua đám người đông đúc. Các cảnh sát chặn đường khác, mỉm cười khi thấy bộ đồng phục của anh ta và chỉ vào chiếc xe của anh ta đậu trên đường. Càng cố gắng thuyết phục để lách qua, anh ta lại càng cảm thấy như mình bị chơi khăm một vố. Cho đến tận khi một sĩ quan cấp cao với một chiếc mũ nồi thậm chí còn sặc sỡ hơn đột nhiên xuất hiện phía sau họ và quát tháo một trận thì họ mới để anh ta đi qua. Viên sĩ quan cấp cao này dẫn viên cảnh sát đi qua hàng xe vào quảng trường. Nơi này khá vắng vẻ, một vài viên cảnh sát được trang bị súng điện đang đứng trước các quán cà phê và quán ăn khác nhau với vẻ lo lắng. Nhưng ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía người đàn ông đang nổi điên giữa quảng trường, lăm lăm chiếc xẻng trên tay và khua khoáng. Người đàn ông hét lên chói tai, gần như muốn lạc cả giọng. Hắn ta vung vẩy chiếc xẻng một cách điên dại khi bắt gặp bất kỳ chuyển động nhỏ nào, và cứ mỗi vài giây hắn lại nhìn xuống cơ thể của mình trong trạng thái hoang mang tột độ. Vẻ mặt hắn vặn vẹo và dao động không ngớt, lúc thì thực sự dã man tàn bạo và lúc thì lại hoàn toàn hoảng sợ. Tuy nhiên, điều kỳ lạ nhất ở người đàn ông này là thứ đang đội trên đầu hắn ta, chiếc mũ bảo hộ của một viên chỉ huy Centurion thời La Mã cổ đại. Viên cảnh sát nhận ra chiếc mũ bảo hộ này gần như ngay lập tức. Anh ấy nhớ từng thấy nó từ một trong những cuốn sách giáo khoa ở trường đại học. Nó có vẻ thuộc về thời đại của cuộc cách mạng Marian, khoảng 100 năm trước công nguyên. Đi đi, nói chuyện với anh ta đi. Viên cảnh sát kia thì thầm cạnh tai viên cảnh sát. Hắn ta nói tiếng Latin mà, phải không? Nói chuyện với hắn thử xem. Chắc chắn rồi, gã điên đang nói tiếng Latin, tuy với chất giọng khá thô ráp nhưng hoàn toàn tự nhiên. Những lời nói phun ra từ miệng hắn ta như thể đây là thứ ngôn ngữ mà hắn nói cả đời rồi vậy. Không ai lại nói tiếng Latin cả. Điều này quá đỗi vô lý. Viên cảnh sát bước tới và hắng giọng. Một chiếc loa phóng thanh được nhét vào tay anh. Anh ta đưa nó lên miệng và bắt đầu nói vào đó. Ngay lập tức, người đàn ông điên cuồng quay về phía anh ta và bắt đầu khua xẻng. Sự hoảng loạn, điên cuồng làm biến dạng khuôn mặt hắn. Viên sĩ quan theo bản năng hạ thấp cái loa xuống. Ánh mắt người đàn ông theo dõi thiết bị. Nó rõ ràng không phù hợp trong trường hợp này. Viên cảnh sát từ từ hạ nó xuống sàn và giơ tay
lòng bàn tay hướng về phía người đàn ông. Anh ta thử lại lần nữa. Tiếng Latin của anh ta rất cùn. Sau một khoảng thời gian dài không sử dụng nữa, nhưng anh ta vẫn tự giới thiệu mình. Ánh mắt của người đàn ông kia bắt gặp ánh mắt của anh ta. Cái xẻng ngừng vung vẩy trong chốc lát. Khi hắn ta nói chuyện, giọng hắn bình tĩnh hơn đôi chút. Chỉ một chút thôi. Ta là Publius Eutis Aetius của Catervilus, một chỉ huy centurion của đế chế La Mã, người hùng của cuộc chiến Jugurthina. Ta phục tùng dưới sự chỉ huy của chấp chính quan Gaius Marius. Viên cảnh sát thở ra một hơi dài. Hôm nay chắc sẽ rất thú vị đây. Anh ta không chắc cái tên này đã chơi loại đá nào nữa, nhưng mà chắc đến mấy tên sinh viên cứ đêm ngày cắm mặt trong thư viện trường đại học rất lâu cũng không ảo tưởng đến mức độ này. Viên cảnh sát vẫn vẫy hai tay giơ lên, vẫn giữ sự tương tác bằng mắt với người đàn ông. Anh ta lịch sự giải thích bằng tiếng Latin trang trọng rằng chấp chính Gaius Marius hiện không có mặt ở đây. Điều này dường như khơi gợi sự đau khổ của gã ta. Hắn lần nữa vung xẻng điên cuồng chỉ vào tàn tích của Colosseum, từng một thời hào hùng phía sau mình. Chuyện gì đã xảy ra với thành phố của ta? Quốc gia man rợ nào chịu trách nhiệm cho điều này? Ta sẽ tàn sát tất cả Âu Nam và bắt mẹ chúng đính bộ da đầu của chúng lên trên một chiếc áo choàng. Ta sẽ khoác nó trên mình khi diễu hành thắng lợi trên đường phố của thủ đô của chúng. Có lẽ hơi lạm sát, chỉ một vài trận động đất đã làm sụp đổ Colosseum mà thôi. Khá chắc là tên điên này sẽ không chấp nhận điều này. Trách ai đây ư? Trách thượng đế. Nhưng người La Mã đã tàn sát con trên của người mà. Có gì đó khá khó hiểu về người đàn ông này mà cuối cùng viên cảnh sát đã nhận ra. À, ngoại trừ những điều hiển nhiên, người đàn ông mặc quần áo hiện đại nhưng nói cách nói chuyện như một người La Mã cổ đại, đang khua xẻng tựa như vung một thanh chiến kiếm, đang đội mũ bảo hộ của một centurion, và từ cổ trở xuống, gã ta lại mặc quần kaki và áo sơ mi polo. Viên cảnh sát hỏi người đàn ông đó từ đâu đến sáng nay. Người đàn ông có vẻ bối rối trước câu hỏi này, càng nghĩ về nó, hắn ta càng có vẻ kích động. Viên sĩ quan cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của người đàn ông khi anh ta đã nhìn thấy hai người cảnh sát quân sự đang tiếp cận người đàn ông từ phía sau với súng trích điện sẵn sàng. Viên sĩ quan thét lên một tiếng cảnh báo, nhưng đã quá muộn. Những chiếc gai cắm sâu vào da thịt và dòng điện chạy qua cơ thể của người đàn ông. Cơ bắp căng cứng, cơ thể co giật và gã ta gục xuống đất. Một đống đồng phục tối bao phủ che khuất hắn ta khỏi tầm nhìn. Tất cả những gì có thể nghe thấy bây giờ là tiếng gào thét của hắn. Vài giờ trôi qua trước khi sĩ quan nhận được một cuộc gọi lạ từ bộ đàm của anh ta. Anh ta dành cả buổi chiều để liên tục hỏi thăm đồn cảnh sát về tình hình của người đàn ông lạ mặt kia. Đối mặt với những yêu cầu của anh ta là sự im lặng của đầu dây bên kia. Nhưng tối hôm đó, khi anh ta đang tan ca, thì có một cuộc gọi đến. Nội dung khá ngắn gọn và giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng nó cho anh ta biết về những gì anh ta muốn biết. Người đàn ông đó đang bị giam giữ tại một đồn ở gần đó. Đến khi viên cảnh sát ngồi đối diện Centurion lần nữa thì rõ ràng là hắn ta đã kiệt sức. Cánh tay bị che kín bởi các vết bầm tím, trên môi có vết rách và cả một cục sưng to tướng bên má đang lấn cấn bên trong một cái mũ bảo hộ. Có vẻ như trước đó lính gác đã cố gắng tháo cái mũ bảo hộ xuống, nhưng họ đã từ bỏ nỗ lực này khi đối diện với sự thịnh nộ bạo lực của người đàn ông. Không đáng. Ông lấy mũ bảo hộ đó ở đâu ra? Viên cảnh sát hỏi, gật đầu với gã. Chỉ huy doanh trại Quintus Sextus Caesar đã trao nó cho ta. Điều đó không hữu ích lắm. Viên cảnh sát vắt óc nghĩ làm thế nào để giao lưu được với người đàn ông này. Anh ta để ý chiến binh đối diện với mình đang tiếp tục liếc mắt nhìn lên trần nhà. Anh ta đi theo hướng mắt của người đàn ông và nhận ra gã đang nhìn chằm chằm vào cái ống đèn huỳnh quang đang nhấp nháy trên đầu hai người và tự xì xầm lẩm bẩm gì đó về ma thuật hắc ám. Viên cảnh sát cố gắng giải thích rằng cái đèn về cơ bản chỉ là một loại đèn dầu khác mà thôi. Chiến binh kịt mũi chế giễu, gã biết tỏng đó là thứ đồ vật bị nguyền rủa ngay khi gã ta nhìn thấy nó. Đồ vật bị nguyền rủa? Viên cảnh sát nghiên cứu kỹ hơn về chiếc mũ bảo hộ. Đây chắc chắn không phải là vật phòng chế. Không thể nào, các vết khía ở hai bên, các viền cạnh bị rỉ sét, sự oxy hóa các nguyên tố đồng, hoàn toàn xác thực đây là hình dáng của những chiếc mũ bảo hộ thời kỳ những năm 100 trước công nguyên. Ông đã cho tôi biết nơi ông nhận được chiếc mũ bảo hộ rồi. Thế còn quần áo, ông lấy ở đâu ra? Gã ta lặng đi một khoảng khá lâu, rồi khi mở miệng, giọng nói của gã đã mất đi phần nào sự hiên ngang vốn có. Mấy bộ quần áo này không phải của bản thân ta. Khi ta thức tỉnh, ta đã mặc chúng rồi. Nó là của cái thân xác này. Viên sĩ quan có thể ghép nuốt phần còn lại của câu mà không cần người đàn ông nói ra. Gã ta đã quá chìm đắm trong ảo tưởng đến nỗi tách biệt hoàn toàn khỏi cơ thể của mình. Sau đó, đột nhiên chiến binh bắt đầu nói liên tục. Gã nói liền một mạch vài phút và không dừng lại để hít thở hay có chỗ cho người khác xen vào. Đôi khi giọng nói của hắn ta phập phồng vì tự hào, đôi khi dường như co rúm lại vì sợ hãi, nhưng gã nói một cách rõ ràng và sự quyết tâm vượt một tầm ảo tưởng thông thường. Dù nghe cực kỳ vô lý, nhưng viên cảnh sát không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng thực tế rằng người đàn ông ngồi đối diện với mình chính là Publius Catervilus Aetius. Hắn đã chiến đấu trong cuộc chiến Jugurthina
Một trận chiến mà người La Mã đã thắng lợi và cầm tù được nhà vua Jugurtha. Publius là một trong những centurion được giao nhiệm vụ hộ tống nhà vua bị bắt trở về Rome trong xiềng xích. Những người lính đã bốc thăm để xác định ai sẽ làm nhiệm vụ canh gác vào đêm đó. Publius đã rút chúng cọng rơm ngắn nhất và chung cuộc đã trở thành kẻ canh giữ nhà vua vào đêm cuối cùng, đêm của Triumphus. Viên cảnh sát mất một giây để nhớ Triumphus là gì. Sau mỗi trận chiến, người La Mã sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn để ăn mừng chiến thắng của họ, trong khi tất cả những chiến binh khác đang chè chén uống rượu và ngủ với những người phụ nữ địa phương. Publius lại thức suốt đêm để trông coi nhà vua trong im lặng. Nhà vua đã dành cả đêm để cố gắng hối lộ, thuyết phục, thậm chí là tâng bốc lấy lòng hắn ta, nói bất cứ điều gì miễn là đánh đổi được sự tự do của mình. Khi mọi cố gắng đều là vô ích, vỡ mộng, nhà vua trở nên tức giận. Trong cơn giận dữ, ông ta bắt đầu nguyền rủa Centurion. Chiến binh kể lại từng chữ về lời nguyền rủa và viên cảnh sát nghe. Anh ta lẳng lặng, ngồi và sửng sốt, có cơn ớn lạnh ùa vào căn phòng, theo những câu chữ của gã. Hỡi những linh hồn nơi địa ngục, ta hiến tế và dâng lên cho các người Publius Cataphilus Aetius với quyền năng các ngươi sở hữu. Dù hắn có dễ dụa như thế nào, kết cục tất cả là tan biến thành tro bụi. Hỡi những linh hồn nơi âm phủ, ta hiến tế cho các ngươi tất thảy của hắn ta, bao gồm tứ chi, đầu óc, cái bóng, não bộ, miệng, mũi, ngôn từ, hơi thở, gan, tim, phổi, ruột, dạ dày, cánh tay, bàn tay, đầu gối, bắp chân, gót chân, ngón chân. Hỡi những linh hồn nơi âm phủ, chỉ cần ta được chứng kiến hắn tan biến, ta thề nguyện trong vinh hạnh rằng ta sẽ hiến dâng ta một đức vua cao quý cho các ngươi. Publius đấm thẳng vào mặt nhà vua, nhưng rồi sau đó sự bất ổn xâm chiếm hắn ta. Dù là bị kéo lê trên đường phố La Mã, bị sỉ nhục công khai và sau cùng là bị hành quyết, thì nhà vua từ đầu chí cuối vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Ông ta chỉ dành ánh mắt chăm chú độc địa cho Publius bất cứ khi nào có cơ hội. Trong một nỗ lực tuyệt vọng muốn giải tỏa tâm trí của Publius, gã ra ngoài uống rượu nhậu nhẹt với những người đồng đội của mình. Họ đã có một đêm say sưa cuồng loạn, ăn uống, nằm la liệt, liên tục mất ý thức cho đến khi Publius ngất đi trong một con hẻm. Centurion không nói nữa, tay gã ta bắt đầu run rẩy và nét mặt trở nên vặn vẹo. Viên cảnh sát kiên nhẫn chờ đợi, nhưng người đàn ông không tiếp tục câu chuyện của mình nữa. Một giọt nước mắt chảy xuống má người đàn ông, rồi giọt thứ hai ở phía còn lại. Sau đó, cả hai mắt gã đều ngập tràn bởi những giọt nước mắt và cơ thể run rẩy không kiểm soát được. Một tiếng gầm thét đau khổ phát ra từ yết hầu tràn ngập căn phòng. Viên cảnh sát vươn tay qua bàn để nắm lấy tay chiến binh đó, một hành động sai lầm. Chiến binh giật lùi lại, cái còng tay căng chặt kéo ghìm gã vào bàn. Sự hoảng loạn lại càng tràn ngập trên khuôn mặt gã ta, giống như sự hoảng loạn đã từng xé toạc khuôn mặt hắn trên quảng trường ngày hôm đó. Hắn ta lao lên tấn công viên cảnh sát. Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở và một nhóm người xông vào kiềm chế gã. Họ đẩy mạnh viên cảnh sát lùi về sau quá mạnh đến nỗi anh ta ngã xuống sàn. Những người đàn ông không mặc đồng phục cảnh sát, họ mặc bộ đồ đen kịt hoàn toàn không nổi bật. Một trong số họ tháo cái mũ bảo hộ khỏi đầu của người đàn ông và nhét nó vào một hộp chứa với dòng chữ tổ chức SCP được in ở bên cạnh. Những người khác thì cố gắng kiềm chế người đàn ông, nhưng rồi gã cũng đột nhiên ngừng kháng cự. Trong cơn choáng váng, người đàn ông nhìn quanh căn phòng với khuôn mặt hoàn toàn bối rối nhưng vô hại. Không còn chiến binh nào cả trong hắn ta nữa. Không chiến binh nào cả. Viên cảnh sát đứng dậy và tiến lại gần người đàn ông. Publius, ông không sao chứ? Viên cảnh sát nói bằng tiếng Latin. Người đàn ông ngơ ngác nhìn vào anh ta. Tôi đang ở cái chỗ quái quỷ nào đây? Hắn ta nói bằng chất giọng Ý đặc sệt. Mũ bảo hộ này được gọi là SCP-1510, hiện đang cất giữ trong một chiếc hộp an toàn hơn đáng kể ở kho quản túc tạo tác của địa điểm 19, nhằm tránh việc mũ bảo hộ bị rỉ sét hoặc mài mòn đáng kể. Mũ bảo hộ được giữ trong môi trường khô ráo, không độ ẩm. Lớp đồng oxy hóa màu xanh lá cây không được loại bỏ vì nó hoạt động như một lớp bảo vệ cho phần đồng chưa oxy hóa bên dưới. Như viên cảnh sát đã quan sát được, chiếc mũ bảo hộ này hoàn toàn không có điểm đặc trưng nào có thể giúp cho việc phân biệt nó với các tạo tác mũ bảo hộ nào khác từ cùng thời kỳ. Tất nhiên, ngoại lệ đáng chú ý chính là một linh hồn đang cư ngụ trong chiếc mũ bảo hộ này, Centurion Publius Cataphilus Aetius, hay còn được gọi là SCP-15101. Khi mũ bảo hộ được đặt trên đầu của một cá nhân nào đó, ý thức và cơ thể của người đeo mũ sẽ bị tiếp quản một cách hoàn toàn bởi chiến binh kia. Hắn ta có toàn quyền kiểm soát mọi thứ như các chức năng vận động, suy nghĩ, cảm xúc của họ, mọi thứ. Tuy nhiên, hiệu ứng này không xảy ra với tất cả mọi người. Chỉ có nam giới ở độ tuổi 28 đến 35 mới có thể bị ảnh hưởng bởi SCP-1510. Có thuyết cho rằng điều này là để đáp ứng độ tuổi sắp xỉ và giới tính của SCP-1510 khi hắn còn sống ở La Mã thời cổ đại. Các tài liệu lịch sử dường như đã xác minh cho những cá nhân được SCP này đã ban tặng sự giúp đỡ trong suốt cuộc đời của nó.
Mặc dù rõ ràng có rất ít hồ sơ của năm 107 trước công nguyên còn tồn tại, nhưng những hồ sơ còn tồn tại này hoàn toàn phù hợp với phiên bản lời kể của SCP 15101 về các sự kiện, và đến nay vẫn chưa có báo cáo nào về những sai khác giữa những thông tin trên sự thật lịch sử và thông tin được đưa ra trong các buổi phỏng vấn. Các buổi phỏng vấn được tổ chức bằng việc cho các nhân viên cấp D đội mũ bảo hộ trên đầu. Mặc dù các quan sát chưa cho thấy sự ảnh hưởng về lâu dài khi đội mũ bảo hộ, nhưng các nghiên cứu dài hạn về hệ quả liên quan tới sức khỏe vẫn đang tiếp diễn. Các nỗ lực phỏng vấn ban đầu tỏ ra vô ích. SCP-15101 đã ngay lập tức căng thẳng đến mức có các hành vi gây hấn và bạo lực trong suốt 5 buổi phỏng vấn đầu tiên. Hắn cố gắng tấn công những người phỏng vấn và chiến đấu hết sức để thoát khỏi cơ sở quản thúc. Tuy nhiên, khi bắt đầu cuộc phỏng vấn lần thứ 7, SCP-15101 đã bình tĩnh hơn khá nhiều sau khi xin lỗi vì hành vi trước đây của mình. SCP đã sẵn sàng và có thể chia sẻ câu chuyện cuộc sống của mình, cũng như phương thức mà hắn xuất hiện trên đầu của một kẻ đào mộ ở Ý ngày nay. Phần đầu tiên của câu chuyện cũng giống như những gì hắn đã kể với viên cảnh sát của chúng ta trước đó. Điểm mà SCP-1510 trở nên khó chịu và bạo lực với viên cảnh sát cũng gần như là tương ứng với lúc kết thúc nhật ký phỏng vấn SCP-15106, khi mà SCP yêu cầu nghỉ ngơi để thu thập lại suy nghĩ của mình. Ngày hôm sau, trong cuộc phỏng vấn số 7, SCP đã kể lại phần còn lại của câu chuyện. Hắn thức dậy trong con hẻm sau một khoảng thời gian không xác định và vẫn còn cư ngụ trong cơ thể của Polius Catephilus Aetius. Tuy nhiên, bây giờ cơ thể đó chỉ là một xác chết nằm bên đường phố mà không rõ nguyên nhân cái chết. Có thể là ngộ độc rượu, nghẹt thở khi nôn mửa hoặc chấn thương đầu. Trong tình trạng đau khổ, SCP-15101 có ý thức khi cơ thể hắn từ từ thối rữa. Hắn hoàn toàn có đầy đủ tri giác và nhận thức được mọi thứ đang xảy ra. Hắn chỉ có thể dùng ánh mắt bất lực chứng kiến cơ thể mình dần dần bị phân hủy. Xác chết đã sớm được phát hiện bởi hai kẻ án mày địa phương. Họ đã ngay lập tức mời một Haru Specht tới khi phát hiện cái xác này vẫn còn sống. Haru Specht là một người được đào tạo về thuật tiên đoán, người sẽ nghiên cứu ruột của những con vật đã chết để tìm ra ý nghĩa. Khi kiểm tra và cắt rời xác chết của Polius Catephilus Aetius, Haru Specht kết luận rằng cơ thể được đánh dấu bởi các Furious và là sứ giả sự tái sinh của kẻ bảo ngược. Những người ăn mày nhanh chóng mang thi thể đi và chôn bên ngoài thành phố trong một ngôi mộ không được sử dụng. SCP-15101 mô tả trải nghiệm sau đó là một sự tan biến. Mũ bảo hộ vẫn còn trên cơ thể, nhưng khi cơ năng của cơ thể suy giảm theo thời gian, các cảm giác hoặc kích thích đối với SCP cũng giảm dần. Có vẻ như mũ bảo hộ sẽ cần có chủ thể để có thể nhìn, nghe, ngửi, nếm và phản ứng hoặc tương tác với thế giới. Khi bị loại bỏ khỏi vật chủ, hắn đi vào một nơi mà được gọi là bóng tối. Khoảng thời gian này của hắn sẽ dao động giữa có ý thức và vô thức, có khả năng nhận thức và suy nghĩ nhưng đồng thời lại trong một trạng thái yên nghỉ trống rỗng, không thể quan sát thế giới hoặc tương tác với nó. Trong hơn 2.000 năm, SCP-1510 vẫn là trạng thái này cho đến khi đột ngột thức tỉnh. Một kẻ trộm mộ ở Ý, người đàn ông đã khua khoắng trong bộ đồ gồm quần kaki và áo polo. Sau rồi hắn ta đã phải ngồi trong đồn cảnh sát và chịu trách nhiệm cho tội ác của mình. Các cuộc phỏng vấn của cảnh sát địa phương tiết lộ rằng người đàn ông này có tiền án đào bới xung quanh Rome và trên khắp nước Ý, tìm kiếm các tạo tác cổ đại rồi bán đấu giá cho người trả giá cao nhất. Khi phát hiện SCP-1510, người đàn ông này đã tự hào đội mũ bảo hộ ngay lên đầu mà không hề nhận ra ảnh hưởng của nó đối với mình. Gần như ngay lập tức, cơ thể của người đàn ông đã được tiếp quản bởi SCP-15101, một kẻ sau nhiều năm chìm trong tăm tối, bây giờ đột nhiên phát hiện chính mình ở nơi trung tâm nhộn nhịp của thành phố lớn nhất nước Ý. Đèn điện, điện thoại thông minh, xe hơi, còi, cò báo động, khách du lịch ở khắp mọi nơi mà SCP-15101 nhìn thấy đều là những thứ công nghệ hoàn toàn xa lạ, tưởng như một thế giới khác, thứ đã vùi lấp thành phố hắn từng sống và xây dựng nên thứ này. Trong trạng thái hoàn toàn hoảng loạn, SCP tìm kiếm thứ vũ khí gần nhất mà hắn có thể thấy, chính là chiếc xẻng đã đào hắn ra, và bắt đầu tấn công những người xung quanh. Đây rõ ràng không phải là sự thức tỉnh tốt đẹp gì cho lắm. Tuy nhiên, ngày nay, SCP-15101 có tính hợp tác cao hơn nhiều, đã có thời gian để tiếp nhận và xử lý những thông tin về thế giới mà hắn thức tỉnh, để lại đằng sau một thế giới đã biến mất. Hắn vẫn giữ cho mình tâm trí của một chiến binh. SCP-15101 vẫn thờ phụng các vị thần La Mã cổ đại, và như vậy, hắn nghiêm túc tin tưởng rằng thần Jupiter và thần Juno góp phần vào việc gìn giữ sự sống của mình. Hắn đã nhiều lần giải thích cho các cuộc phỏng vấn rằng hắn phải có mục đích đằng sau sự tồn tại trường tồn của hắn ta, và rằng hắn muốn hợp tác hết sức có thể với nhân viên SCP để hoàn thành mục đích đó. Các cuộc trò chuyện với SCP-15101 vẫn sử dụng ngôn ngữ Latin. Đa phần các cuộc trò chuyện này đều rất tích cực và đôi khi là vui vẻ nữa. Hắn có ký ức sâu sắc về cuộc sống của mình ở La Mã thời cổ đại và có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc rất có giá trị về các sự kiện xảy ra vào thời điểm đó.
Điều này cung cấp nền tảng thông tin, tình báo quan trọng trong việc phát hiện và truy tìm nguồn gốc của các SCP khác được lý thuyết hóa về sự hiện diện trong cuộc chiến Zungothiner ở Algeria hiện nay. Bây giờ, hãy đi và xem một mục khác từ hồ sơ của tiến sĩ Bob như SCP-2678, một thành phố toàn máu, một dị thường đầy ám ảnh của Ý. Và hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng ký với bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các con lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.